Xin chào các bạn, mình tên là Kiko. Hôm nay chúng ta sẽ mở bánh Tony. Lâu lắm rồi mình không được mở. Hôm nay mình mới được mở tại vì hôm nay mình ngoan. Mình mới được, mình nghe lời mẹ. Bây giờ chúng ta cùng mở thế nào? Đây là gói 130617. Gói B6. Mở. Thành Đạt ơi, con cắt thẳng vào ấy. Rồi ok, thì con quay lên con nhìn các bạn một tí nào. Vừa quay vừa nhìn. Xong rồi chúng ta cắt đấu này. Nào, xem nào, Khánh Toàn dơ thẻ khách đấu sát vào màn hình cho các bạn xem nào. Rồi, con đọc số thẻ được không? 47.000, 42.000. Nào, đưa mẹ xem thẻ đấy nào để mẹ đọc cho các bạn cho nó rõ nào. Đây nha, hôm nay bạn Khánh Toàn thắng thẻ Nitorobin đấu với Alkizi 42.000 và 47.000. Rồi, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ mở tiếp. Nào, Khánh Toàn dơ thẻ ra các bạn xem nào. Thẻ đơ đấy. Thẻ đơ à? Hôm nay không trúng thẻ nhóm nào à? Không. Nào, dơ thẻ thẳng lên mà. Bạn này có số bao nhiêu? Sức mạnh bao nhiêu? 12.600. Chỉ số chiến đấu của bạn chỉ 12.600 thôi, bạn ấy hơi yếu nhỉ. Rồi, thế là hôm nay bạn Khánh Toàn đã mở được hai cái thẻ. Khánh Toàn xếp hai cái thẻ ra để quay cho các bạn xem hai cái thẻ của Khánh Toàn mở được nào. Rồi. Đây là hai cái thẻ bạn Khánh Toàn mở được nhá. Nào, Khánh Toàn chào tạm biệt các bạn đi. Xin chào và hẹp. Xin chào mà hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Bye nha. Bye.